Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn biết rằng là việc hiến nội tạng là một hành động nhân đạo. Thế nhưng đối với những người đã mắc COVID-19 thì sao? Nội tạng của những người qua đời vì bệnh COVID-19 hay là đã từng mắc COVID-19 thì vẫn có thể được sử dụng để cấy cho những bệnh nhân chờ ghép tạng đã được tiêm phòng hoặc là từng mắc bệnh. Đây là những nhận định mới nhất từ giới khoa học được đăng trên trang Daily Mail của Anh. Theo tác giả nghiên cứu, việc sử dụng nội tạng của người bệnh COVID-19 thì sẽ giúp tăng đáng kể danh mục người có thể hiến tạng. Do tác động của đại dịch COVID-19, số lượng các ca phẫu thuật thay nội tạng đã giảm mạnh trên toàn thế giới, trong đó các ca ghép thận, phổi và gan giảm mạnh nhất. Tại vùng England của Anh, số lượng các ca phẫu thuật này giảm 20% trong năm 2020. Tuy nhiên, giáo sư Paolo Gossi, chuyên gia bệnh truyền nhiễm từ Đại học Imperia ở Varese, Italia cho biết, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nội tạng do các bệnh nhân COVID-19 hiến tặng an toàn để sử dụng trong các ca ghép tạng. Thậm chí nội tạng những người hiến tặng khi đang mắc COVID-19 cũng có thể được cân nhắc sử dụng nếu tình trạng bệnh COVID-19 của những người này là không triệu chứng và virus không phải nguyên nhân gây tử vong.